Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 125/2020 mới tậu đánh nâng cấp full option khi còn chưa có biển số. Các chiếc Honda Wave 125 đến từ nước Thái được anh Hiệp đã đậu lại cái gam màu xám xanh. Một số chi tiết đồ chơi giá trị nhưng vẫn giữ nguyên cái đẹp nguyên bản của cái dòng xe đang là ao ước của giới trẻ đất Việt. Bên cạnh là cụm tóc Dono đèn cút ngắn hành trình đi gà để chiếc xe về bao nhiêu hơn. Để bắt bật cái cụm tăng, người chủ phải mua thêm cái cụm co gà cũng như dây gà, sau đó cắt chế là cái phần dây một tí xíu mới tận dụng được. Và giá trị của bộ này rơi vào tầm 1.8 triệu, chưa bao gồm co gà, dây gà. Phía bên ngoài bao tải của Exciter 110, gu chung style của Rainbow. Phần đầu trên gọn gàng giá trị hơn khi được trang bị cho mình pha thắng Rainbow Blitz mức giá hơn 10 cũ, được tích hợp những tính năng như chống gãy, chỉnh biên độ tái thắng v.v. Bộ cụm này phải sử dụng bình dầu rời, tuy nhiên người chủ dọn phong cách gọn gàng nên cái phần bình dầu đã bị giấu đi. Xung quanh chẹt ốc Việt Nam tạo màu sắc. Phần cao su bên ngoài tay thắng sẽ hạn chế được cái chày móc khi có sự va chạm. Nhìn xuống trên chân trước ta thấy cái chút điểm nhấn là cái phần dầu heo kết nối một con dầu Brembo Moto3 2 mít tới xứng đi cùng đĩa thắng Brembo Oversize rất đẹp, giữ nguyên cái phần bánh cầm style đặc biệt của các dòng xe số của nhà Honda. Ước tính giá trị trên chân thôi cũng đã ngốn hơn 40 củ. Cổ bô được làm bằng cái điều titan đi cùng bộ hơi. Các kiểu cổ bô này phải rơi vào tầm 1.5 triệu. Cái cần số được thay mới bằng cái điện nhôm phục Nitron hàng hiệu, giá trị cực cao. Đây là món đồ chơi ao ước của rất nhiều anh em chơi xe, khi gắn lên sẽ mang một cái sự khác biệt cho xe cưng. Cái hiệu đến từ Anh Quốc này mang một cái gam màu xanh bạc khá đặc trưng nổi bật trên các dòng xe vận chuyển. Chạy chân ở dùng cho mình điện nhôm Excel Rim mang mức giá hơn 7 củ, trang thắng Takegawa mức giá khoảng 1.5 triệu. Và đây là tổng thể các chiếc quay dọn cực kỳ đẹp mắt. Whisper Supreme Crash dọn cái mâm Maru CNC đẹp úp hồn. Với một loạt phụ tùng đồ chơi chính hãng cùng với cái diện áo phong cách hai màu đầy cá tính, các chiếc Whisper Supreme độ hôm nay trở nên cực kỳ phong cách trong một cái bản đồ mang cái tên Crash. Bản đồ được tinh chỉnh vô cùng ấn tượng, mình tin chắc sẽ trở thành trung tâm của những sự chú ý xuất hiện ở trên phố với diện mạo quá đẹp. Đặc trưng của phong cách Crash xuất hiện ở trên các đồ Vispa đi cùng hai cái tông màu cam xanh rất là đẹp mắt và hài hòa với nhau, giúp chiếc xe trông lại nó bật hơn rất nhiều. Phần yên được gọt lại theo một cái kiểu cách bánh mì vô cùng tao nhã. Hai bên phần đầu là cặp bao tay Rizoma kết hợp cùng kính gù để tạo chiếc xe sự nhẹ nhàng cổ điển phong cách xe đến từ Ý. Cụm ga Dono làm nhiệm vụ cút ngắn hành trình cho chiếc xe tăng tốc tốt hơn. Hai bên là cặp thắng của Rainbow Asset kết hợp bình dầu Rizoma Goldex chính hãng làm ổ chứa dầu. Trên những độ khá nhẹ nhàng này phục trước nguyên bản của cái chiếc Whisper Supreme, được cư chủ thay bằng cái phục bình dầu rời của cái chiếc là 946, đem tính cái cảm giác điều khiển ổn định an toàn hơn trên một cái cuộc hành trình dài. Gia tăng lực phanh bằng con heo dầu Rainbow Blitz 4 mít tới xứng đi cùng với dầu đầu chơi được bấm ngắt đầu CNC khá là bật. Cái bộ phận chạm đón sau thì đến từ Tadioni tích hợp bình dầu rời đi cùng cái chân CNC để ăn gian được chiều cao phục. Khi đồ chơi đến từ đoạn này chuyên sản xuất những lón đồ chơi dành cho dòng Vispa, được rất nhiều anh em đam mê những dòng xe tinh dụng. Heo của Rainbow Blitz 2 mít xứng được đặt gọn gàng phía bên trong cái mâm Maru. Cái cặp mâm Maru này được làm bằng chất liệu nhôm rất tinh xảo, sản xuất dành riêng các dòng xe Vispa sử dụng nên việc chế cháo tưởng là không. Kết hợp cùng với một cái bộ Malaxi carbon tạo nên cái sự tuyệt vời cho chiếc xe và tăng thêm cái chút thẩm mỹ sang chảnh hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để kịp tiếp nhớ like, subscribe.